chấn áp quá. Cho nên Chúa khấn cho 110 năm tuổi thọ. Thì lâu nay nhiều người hiểu được xin, bữa giờ Chúa đầu tư có 10 năm mà Chúa lời lợi gần mấy chục. Có người thì xin 3 năm, 5 năm, 7 năm cho Chúa cộng lại bữa giờ gần 100 năm luôn rồi. Nghĩa là Chúa đầu tư có 10 năm cho 100, bữa nay Chúa được nhiều người xin trên cả 100. Thì chắc mốt Chúa sẽ sống cả 200 mấy chục tuổi. Thôi, sống lâu bệnh tật cũng như không, miễn sao đi đứng được, làm cho mọi người vui là được rồi. Chú giờ chỉ có một ước nguyện là sư phụ chú xuất hiện, tức là Đức Thầy xuất hiện. Thì lúc đó chú mới biết được những cái gì trong tương lai chú làm gì. Đức Thầy không xuất hiện thì mình chỉ gặp nhau trên mạng thôi nha. Hy vọng lúc đó YouTube nó đừng có phá sản, hay là thế giới đừng có 7 ngày 7 đêm không có điện, không có ấy nữa là cha mất hết. Thì coi như mình tạm bị giống như bị cúp điện vậy đó. Thì giờ mình nhờ gặp đây là mình nhờ YouTube đúng không? Hy vọng không có ngày đó đừng có cúp điện, cúp YouTube. Nhưng mà ở trên nói cả cuộc đời chú xuống đây năm mấy năm, tất cả những gì làm ở Mỹ, núi Thiên Long Sơn, làm chuyện này chuyện kia, chỉ là gọi là tập dượt thôi, cái nền tảng cho có thôi, còn những việc chính vẫn chưa có làm gì hết. Cũng phải ngồi chờ, chờ cơ vận xoay chuyển. Thì giờ chú chắc phải đi sắm cây cần câu, mà loại không có móc câu nữa. Rồi chiều chiều ra xuống cái ao mà ở trên núi nó có cái ao á, ngồi câu chờ, chờ cơ vận. Quý Hiền nói anh nói rõ kinh tế thế giới sụp đổ một vài nước hay toàn thế giới sụp đổ? Toàn thế giới. Hiện bây giờ nước Mỹ, nước Nga sơ sơ thôi là xăng dầu nó gì rồi. Bây giờ mình thêm một cái trận chiến nữa thôi nghe. Bất cứ lúc nào, hồi nãy mình có nói thì nói lại một chút. Trung Cộng mà nó tấn công Đài Loan nhẹ nhàng cái thôi là tất cả mọi cái lưu thông đường biển, đường không phận á, cũng ngưng. Thì có phải là cả thế giới bị sụp đổ không? Tại cái nền kinh tế như đi mạch máu lưu thông với nhau hết vậy đó, vừa lúa gạo, vừa nhiên liệu, cả những cái quần áo vải lụa đồ không có di chuyển nhau được. Thì một nơi sản xuất, một nơi không có nhận hàng thì bên kia không có tiền, không có tiền thì bên kia không có tiền phát lương, không có tiền phát lương thì nhân công nó nghỉ, nó chỉ nghỉ thôi, muốn kéo nó trở lại cũng khó. Thì cái nền kinh tế gọi là toàn cầu, mà bây giờ mình thấy là bắt đầu nó rung rinh rồi đó. Cho nên lúc trước có khuyên mọi người đừng có chơi stop trong lúc này, chơi là sẽ thua đó. Những cái bất ngờ xảy ra mà. Gấu đen nói cần câu thẳng giống ông lã giọng đó hả chú? Đúng rồi đó, nhưng mà không có cái móc, ngồi chờ thời thôi. Thiên Đấng Tài hỏi Hồng Quân Lão Tổ và cha Ngọc Hoàng Thượng Đế ai lớn hơn hả chú Kiệt? Đi hỏi trên, chú không dám hỏi câu đó, chú chỉ biết là cha lớn nhất. Cha tạo ra tất cả các Bồ Tát Thần Tiên, tạo ra con người của mình, cai quản hết mấy chục tầng trời, cai quản cõi của mình, cai quản cõi thủy cung nữa. Thì đây, chị này đây, chú chỉ biết vậy. Còn chuyện đúng sai chắc chú phải đi về chẩn chú mới biết rõ, chú xuống chú trả lời cho con. Nhưng mình tiếng nói con ở